Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đến với bản tin dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Đêm nay và ngày mai trên địa bàn tỉnh phổ biến là có mây, không mưa, ngày nắng, gió nhẹ. Nhiệt độ phổ biến từ 15 đến 34 độ, vùng núi cao từ 13 đến 26 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%. Cụ thể, thành phố Lai Châu nhiệt độ từ 16 đến 30 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%. Huyện Mường Tè nhiệt độ từ 15 đến 33 độ, độ ẩm từ 75 đến 95%. Khu vực huyện Sìn Hồ, nhiệt độ từ 13 đến 26 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%. Huyện Than Uyên, nhiệt độ từ 15 đến 34 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%. Khu vực huyện Nậm Nhùn, nhiệt độ từ 15 đến 33 độ, độ ẩm từ 75 đến 95%. Huyện Tam Đường, nhiệt độ từ 15 đến 34 độ, độ ẩm từ 70 đến 95%. Khu vực huyện Tân Uyên, nhiệt độ từ 15 đến 34 độ, độ ẩm cũng dao động trong khoảng từ 70 đến 95%. Khu vực huyện Phong Thổ, nhiệt độ từ 15 đến 33 độ, độ ẩm từ 75 đến 95%. Trên đây là phần dự báo thời tiết của Đài Phát thanh Truyền hình Lai Châu. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.